Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong cái bản tin đó là ngày hôm nay đó quý vị, thì em cũng muốn lên đó lại em cập nhật cho quý vị những cái thông tin thì nó cũng đang liên quan về những anh em YouTube hiện nay. Thì quý vị và các bạn cũng biết là một cái cô như là cô Đinh Thị Lan Tặc mình đúng không quý vị? Trong cái thời gian là vừa rồi đó. Cô ta có lên trên mạng xã hội và cô ta cũng từng tuyên bố một số vấn đề như là hết tháng 10 này đó quý vị, nói chung là trong tháng 10 đó là có những anh em thì sẽ bị cơ quan chức năng mời làm việc, hoặc là chắc chắn thì cơ quan chức năng sẽ mời những anh em này lên làm việc về những cái vấn đề như là tới nhà cô ta tấn công cô ta gì đó, hoặc là gây thương tích cho chị của cô ta là bà Đinh Thị Chiên. Là thương tật 20% gì đó quý vị. Và quý vị biết cô ta khẳng định là chiến này những anh em như là Điền Võ nè, hoặc là Chuyện Đời Thường nè, hay là anh Vũ Văn Thịnh nè, chắc chắn thì ba người này sẽ bị ông giáo bế đi và sẽ lên làm việc với cơ quan chức năng. Nhưng thì ngày hôm nay thì cũng bước qua tháng 10 rồi đúng không quý vị, cũng trong tháng 10 mấy ngày rồi, nhưng mà những cái thông tin mà cơ quan chức năng mời những anh em làm việc thì chúng chưa thấy, cũng chưa nghe công an nào thông báo hết trơn quý vị. Chỉ nghe từ phía là chính miệng cô ta mà thôi. Hay đó rõ ràng là những cái lời nói mà cô ta cố tình bịa chuyện trên mạng xã hội nhằm mục đích đó, là dẫn dắt dư luận thì rất là rõ ràng đúng không quý vị? Tại vì cô ta nói những cái vụ việc đó, như là cô ta kiện những anh em lại tới nhà tấn công, xúc phạm, vu khống, xuyên tạc gì đó, rất là nhiều đủ thứ hết trơn. Mà cô ta cũng từng là nói là tới cơ quan chức năng là không có binh cô ta, hay là cơ quan chức năng làm việc không công tâm, không giúp đỡ cô ta hết sức hết mình mà binh những anh em YouTube. Tại vì quý vị biết đó là cái sự việc á, nếu mà cô ta sai, cô ta là người bị hại thì chắc chắn cơ quan chức năng sẽ đứng về phía cô ta. Cơ quan chức năng thì người ta làm việc thì lúc nào cũng phải luôn công tâm. Còn cái vấn đề á, quý vị thấy là tại vì ngày nào lúc đó thì thời điểm hiện tại thì lúc đó quý vị, ngày nào cô ta cũng đăng tải những cái clip, hoặc là cô ta cũng làm rất là nhiều những lá đơn, ngày nào cũng gửi đơn lên cơ quan chức năng, ngày nào cũng gửi đơn lên cơ quan chức năng, thì ai đâu mà có thời gian mà chấp nhận những lá đơn đó, ai đâu mà có thời gian để tiếp những lá đơn đó để xử những cái vụ việc đó cho cô đó. Thì bây giờ không biết là những cái lời nói của cô phiến diện hay là sự thật. Chắc có thể là những cái lời nói của cô chỉ yếu là lừa gạt khán giả thôi. Tại vì cái sự việc của cô quý vị biết ha, nếu mà chị của cô ta bị thương tật tới 20% đúng không vậy, thì những cái chuyện đó nó khá lớn rồi, là khá là nghiêm trọng rồi. Làm sao mà tới thời điểm hiện tại là cơ quan chức năng người ta cũng chưa vào cuộc để xử lý những người này được, nếu mà những người này hại cô ta và hại chị của cô ta và tấn công chị của cô ta gì đó vậy. Đó, rồi tới bây giờ đi, quý vị thấy không, là những anh em cũng từng lên trên mạng xã hội là đính chính là những cái vấn đề đó, là hiện tại là chưa có cơ quan chức năng mời anh làm việc, và cơ quan chức năng cũng hầu như là chưa có mời ai, và anh em cũng đã đính chính cái vấn đề đó rồi. Thì hầu như là quý vị và các bạn cũng biết là tại sao là cô ta muốn chuyển hướng, chuyển cái lái này đi qua những anh em YouTube đó. Tại vì cái vấn đề là quý vị biết trên mạng xã hội đang đồn đãi, đồn đoán rất là nhiều những cái video như là cô ta tấn công bà Nguyễn Phương Hằng, hay là cô ta xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng, chửi bới rất là nhiều, hoặc là vu khống rất là nhiều trong cái vấn đề là của drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Hay quý vị cũng biết lúc cô ta từng lên trên mạng xã hội là khi mà bà Nguyễn Phương Hằng bà bị tạm giam đó vậy đó, cô ta thì còn bắt đầu là nói Đại Nam thiếu nợ nè, rồi Đại Nam bán đất, rồi bán tháo bán chạy, rồi nói bà Hằng bị tạm giam xong rồi thì chắc chắn thì ông Quỳnh Bi Dũng cũng sẽ đi theo, bị cơ quan chức năng mời làm việc luôn đó. Thì rõ ràng đó là những cái lời nói là vu khống và xuyên tạc đến với cô Siêu Ôm Nguyễn Phương Hằng, hoặc là ông Quỳnh Bi Dũng, hoặc là Đại Nam. Thì bà ta có thể là biết được những cái vấn đề này sẽ liên quan tới vấn đề là 331, nên cô ta có thể là muốn chuyển hướng sang một cái vấn đề khác, như là làm lớn mọi chuyện lên, như là để kiện tụng những anh em YouTube để làm cho nhiều khán giả hoặc là nhiều cô dì chú bác, hoặc là một số người ủng hộ cô Siêu Ôm Nguyễn Phương Hằng đó vậy, người ta sẽ suy nghĩ một cái hướng là cô này không có nói về vấn đề của bà Hằng nữa, hoặc là sau này cơ quan chức năng có làm việc hay là điều tra gì đó thì cũng sẽ không có điều tra những thông tin là cô ta cũng không có xúc phạm gì đến bà Nguyễn Phương Hằng,
là chúng ta chỉ đang là kiện một số người như là Điền Võ hay là chuyện đời thường, về những cái vấn đề như là tấn công nhà cô ta hoặc là xúc phạm thế này thế kia gì đó. Thì những cái thông tin đó chủ yếu á, là mình thấy là chỉ là cô ta đưa lên trên mạng xã hội mà thôi đó, chứ thật chắc á, nếu mà những vị biết ha, những người này như là chuyện đời thường hay là Điền Võ nè, nếu mà bị cơ quan chức năng á mời lên làm việc á, hoặc là bị thế này thế nọ thế kia, thì làm sao mà có thể là tránh khỏi những cái tai mắt của báo chí được? Có bị nghĩ đi, làm sao mà có thể thoát khỏi những cái tầm tay của những anh báo, những anh chí được, đúng không quý vị? Những người này người ta rất là hay. Chỉ quý vị nhớ là chỉ có một lần thôi, mấy lần Điền Võ lên làm việc với cơ quan chức năng đó, là lúc nào cũng chỉ được chụp lại những cái hình ảnh, là thông tin thì lọt ra ngoài rất là nhanh lẹ đó. Còn bây giờ cái chuyện nếu mà bị cơ quan chức năng bắt về làm việc thì chắc chắn là những cái chuyện nó rất là lớn rồi, làm sao mà có thể qua mắt được cơ quan chức năng hoặc là qua mắt được báo chí được đó, rất là rõ ràng của đó. Hầu như là cô ta chủ yếu là bịa ra những cái câu chuyện thế này thế nọ thế kia để một cái mục đích đó, làm cho nhiều người á là sẽ không có suy nghĩ về cô ta, là còn nói về cô CEO Nguyễn Phương Hằng nữa. Nhưng á, quý vị biết cho dù cô ta làm như thế nào, làm bất cứ chuyện gì, thì những cái chuyện mà cô ta từng lên trên mạng xã hội là tấn công bà Nguyễn Phương Hằng nè, hay là vu khống Đại Nam nè, hay là nói Đại Nam bán tháo bán chạy từng rất là nhiều lần, quý vị cũng biết rồi đó. Đại Nam người ta sừng sừng sỏ sỏ gì đó mà nói người ta thiếu nợ tới mấy ngàn tỷ, quý vị thấy ghê không đó, lên vu khống tới cỡ đó, bịa chuyện tới cỡ đó đó, rồi nói ông Quỳnh Vy Dũng nữa cũng sẽ bị cơ quan chức năng mời làm việc, mà ông Quỳnh Vy Dũng làm cái gì mà bị mời quý vị đó, người ta làm chủ của Đại Nam mà cũng nói người ta bị mời làm việc nữa, thì quý vị thấy nó rất là nực cười không đó. Rồi sau này á thì quý vị và các bạn cũng biết á là còn lên trên mạng xã hội á là nói những cái vấn đề là nói những anh em á thì tấn công chị của cô ta bị thương tật thế đó đó, thì sẽ bị những cái mức bồi thường là 50 tháng lương, rồi 240 triệu, rồi thêm 100 mấy chục triệu tiền bị hành hung rồi mắc nữa quý vị đó. Thì mình thấy nó rất là nực cười. Và trong cái ngày hôm nay nữa, em cũng vừa thêm một cái nguồn thông tin là cô ta đăng tải lên trên mạng xã hội là Điền Võ thì nghe tháng 10 này bị cơ quan chức năng mời làm việc đó vậy, thì Điền Võ cũng đã xóa hai cái kênh rồi đó, xóa mất tiêu hai cái kênh YouTube rồi. Còn chuyện đời thường á thì xóa những cái clip nào mà liên quan tới cái cô Đinh Thị Lan Tặc này hết trơn rồi. Thì em thấy nó rất là nực cười, đúng không quý vị đó. Những anh em người ta vẫn để clip bình thường như là anh chuyện đời thường á, người ta cũng lên đính chính rất là nhiều lần cái vấn đề đó rồi đó, là chưa có bị cơ quan chức năng mời làm việc về những vấn đề là những lá đơn của cô ta lần nào, mà cô ta thì rất là mạnh miệng, đúng không quý vị. Lúc nào á cô ta lên trên mạng xã hội là cũng nói là những vấn đề đó là chắc chắn thế này 100% thế kia. Và quý vị cũng biết ha, cô ta còn bây giờ á thì đi ăn chay trường chay bổng gì nữa vậy, quý vị thấy nực cười đúng không quý vị. Tâm địa cô ta tốt ghê quý vị ha. Đi ăn chay trường thì, mà ăn chay mà chay trường á, nghe mà cô ta nói mà mình cũng có thèm theo quý vị. Tâm địa tốt thiệt. Mà quý vị biết ha, ăn chay trường mà đi làm mặt nè, dễ chân mày nè, bụng môi gì tùm lum hết trơn á. Ủa muốn đi tu mà muốn ăn chay trường mà nói chung sao mà ngộ quá quý vị, làm đánh bóng hình thức ở bên ngoài quá đó. Nó rất rõ ràng là chỗ đó là cô ta chủ yếu á, là lợi dụng cái vấn đề là lợi dụng cái câu chuyện của Điền Võ nè, hay là chuyện đời thường đã từng lợi tới nhà tấn công hay là xúc phạm gì đó, là cô ta muốn á là chối bỏ những cái chuyện mà liên quan tới cái vụ việc của cô CEO Nguyễn Phương Hằng. Tại vì vị biết á là cái vụ việc của cô CEO Nguyễn Phương Hằng á là mới mốt trong cái phiên tòa á, thì không thể nào mà không có mặt của cô ta được. Tại vì cô ta là một người bị hại mà quý vị, không thể nào mà không có mặt được. Nhưng cô ta đang là một người bị hại, nhưng trong quốc tế cái phiên tòa chưa chắc là cô ta là người bị hại nghe quý vị. Tại vì á có những rất là nhiều những cái clip quý vị cũng đã thấy rồi, là cô ta xúc phạm và chửi bới vu khống xuyên tạc trên mạng xã hội đầy rẫy hết trơn rồi. Thì chắc chắn những luật sư mà bảo vệ bên phía cô Hằng, người ta sẽ có được những cái clip này, người ta sẽ lưu được những cái clip này tới cái phiên tòa, người ta sẽ đưa ra những cái clip này cho phiên tòa bằng chứng trước phiên tòa để là vạch mặt cô ta ra trong cái phiên tòa đó mới rõ ràng là cái vấn đề chính ở đây. Nên cô ta bắt đầu biết sợ và cô ta nhăm nhe là cô ta muốn rút đơn, không muốn kiện bà Nguyễn Phương Hằng nữa, và cô ta muốn chuyển sang cái mũi giáo là nói về những anh em YouTube để cho mọi người quên cái câu chuyện của cô ta với cô CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì nói chung là cô ta đang cũng biết sợ sệt đó vậy. Thì nói chung thì cái bản tin thì ngày hôm nay thì em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị và các bạn có xem kênh đó, thì cũng nhớ đăng ký kênh
và ủng hộ kênh các em nghe quý vị. Kênh các em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh các em nó mất đề sức rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị có xem kênh đó thì cũng nhớ là xem một like luôn nghe quý vị, để cho kênh các em có độ tương tác hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những video mà hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.